Này các bạn, cái này là thu hoạch 5.000 dế của chú nè. Chú đang dê cá lóc nhưng mà thấy cá ụt quá cho nên là lúc mua đem theo á, mua hờ đem theo chuẩn bị á, có 5.000 dế thôi, câu được nhiêu cá rô à. Quá trời. Không thể nào tả nổi. Đó. Thành quả. Chú câu có 1 tiếng mấy, đúng không? Chưa được 1 tiếng nữa. Chưa được 1 tiếng nữa. Quá trời nhiều rồi. Tại vì để chú ăn, để gì có 5.000 mà xíu gì. Quá trời đã không? Sướng ghê. Đã mắt.